chênh vênh là cảm giác khi đứng trên gian phòng này. Bởi thực chất, nó không phải là một gian phòng kiên cố, mà là khu vực được cơi nới dựa trên nền ban công tầng 4 của khu chung cư N6, Trung Hòa, Nhân Chính. Với diện tích gần 50m², gồm một phòng ngủ và một phòng khách, căn hộ tái định cư của gia đình anh Trịnh Vũ Long không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của 4 nhân khẩu. Và thế là anh Long phải lấn chiếm ra ban công thêm 5m² nữa. Tôi biết là xây cái này là mất mỹ quan đô thị của tòa nhà, nhưng mà tôi vẫn phải cơi lưới vì nhà tôi quá chật hẹp. Tất cả mọi người đều ra hết, ai cũng phải ra cơi lưới thêm, không để sinh hoạt được. Ai cũng làm, nên tại các khu chung cư N2E, N2D, N3, hầu hết các căn hộ đều có thêm một cái chuồng cọp với đủ mọi hình dáng, kích thước, miễn là có thể tăng thêm được diện tích. Những tòa nhà cao tầng hiện đại cũng không ngoại lệ. Ban công được bao kín thành một gian phòng. Hành lang trong nhà thì bị lấn chiếm thành nơi chứa đồ với chiếc tủ sắt kiên cố. Thậm chí, đến cầu thang thoát hiểm cũng được trưng dụng thành nhà kho với đủ thứ đồ đạc. Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính thuộc địa phận phường Nhân Chính bao gồm 19 tòa nhà chung cư từ 6 đến 17 tầng với hơn 7.000 nhân khẩu. Đây là nơi tập trung nhiều tòa chung cư cao tầng được xem là hiện đại nhất của Hà Nội. Nhưng từ năm 2005, nhiều hộ dân đã bắt đầu cơi nới chuồng cọp, lấn chiếm khoảng không để nâng cao mục đích sử dụng. Việc làm này mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi gia đình, nhưng sẽ gây nguy hiểm cho các hộ bên dưới, làm phá vỡ kiến trúc của tòa nhà và mất mỹ quan đô thị. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã có kế hoạch giải tỏa và phá rỡ các cái lồng cọp mà lấn chiếm khoảng không sai quy định. Đặc biệt là năm 2008 và năm 2009, song song với việc lên kế hoạch thì cũng xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của ủy ban nhân dân thành phố. Và đến nay thì ủy ban quận Thanh Xuân đã nhận được văn bản của ủy ban nhân dân thành phố là tạm dừng cái việc kế hoạch xử lý dỡ bỏ tất cả các lồng cọp liên quan đến khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính để chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể của ủy ban thành phố. Đã tròn 3 năm chờ đợi nhưng vẫn chưa có bất cứ ý kiến chỉ đạo nào từ phía ủy ban nhân dân thành phố. Có nghĩa là biết thì đã biết nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Một Hà Nội với những khu tập thể cũ kỹ đang chờ sập. Những tòa nhà cao tầng đang dần mất đi vẻ đẹp hiện đại. Chỉ bởi ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị của người dân và cơ chế quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng.